Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh bán hàng của em. Thì hôm nay em lên video nha. Video ngày hôm nay thì em có khoảng 29 mã thôi. Để vô giới thiệu tất cả sản phẩm em của nó qua nước ship là bây giờ là ai chuyên khoản sao ship, thứ hai nữa là ship code thì em hỗ trợ tất cả mọi người ngoại thành 25.000, nội thành là 15.000. Và bây giờ ship code thì là mọi người cọc giúp em 50.000 nha. Cái này thì em nói cho mọi người biết luôn. Thì sau này là cứ ship code thì cộng 50 ha. Còn đối với những khách đã từng mua đó giờ quen á thì ship code không cần phải cọc tiền ha. Khách lạ thì cứ cọc giúp em 50 nha. Mã đầu tiên, đây là một con Nakari nha. Đây, con này chữ quá trời chữ luôn nha. Đây, em đã tách lớp vân đó nha mọi người. Khá đẹp nha. Mọi người nhìn đây nha. Con này là ba lớp, con này bén lắm nha. Cực kỳ bén luôn. Lưỡi là 16,5. Cán không nhựa nha mọi người, cán không nhựa. Còn rất là ok nha. Lưỡi 16,5, bản rộng 4,8 và độ dày của nó là 3 ly nha. Độ dày góc cán 3 ly. Và mã số 1 này em bán 290 nha. Mình làm mọi người nhìn nha. Đây, lưỡi nè nha. Số 1, 290. Số 2, cũng là một con Nakari luôn. Đây, lưỡi nó đây. Còn con này thì còn nước răm đen nha. Chữ nó đây ha. Con này em đã thay cái cán nha. Cán này là cán không khâu nha. Rất là hợp với nó luôn. Lưỡi con này thì chỉ có 15 thôi mà bản của nó tới 5,3 và độ dày của nó 5 ly nha. Góc cán 5 ly, mỏng gì trên mũi là còn khoảng 1 ly. Cái con này không phải là nó ngắn gì đâu nha, mà là nó có hai dòng nha. Dòng Nakari một cái dùng nó chuyên làm cái dòng dài, có dùng nó chuyên làm như nè. Nó ngắn nhưng mà cái đầu nó rất là to nha mọi người. Đó này em biết thì em nói cho mọi người nghe. Thì đa phần á mọi người sẽ thái phân nửa cái phần này nhiều nhất nè. Con này thì là chiên thái rau củ quả thì cực kỳ bén luôn, mà thái thịt nè, đặc biệt là những anh chị nào mà cái bán xe hủ tiếu gõ đó mà thái thịt đó thì thôi bao ngon luôn nha. Thái thịt thái ớt bao ngon nha. Lưỡi 15, bản rộng 5.3, độ dày của nó 5 ly, mỏng dịch mũi còn 1 ly. Số 2 em bán 480 nha. Số 3, đây là một con dao nguyên khối, con này Nakari nguyên khối nha mọi người, bán rỉ nha. Con này cán thì còn ok nè, mấy này nó dính keo rồi nha mọi người. Còn tem dính cán luôn, nước chưa vô. Cái này là lớp keo của nó, có một cái lớp keo nha, chữ nó đây nha. Con này là hép nguyên khối nha, bán rỉ nha. Lưỡi 16, bán rộng 5.3 và độ dày chỉ nó có 1,5 ly thôi ha. Và mã số 3 này bán 250 nha. Số 4, đây là một con Nakari luôn. Mọi người nhìn nè, chữ nó đây. Con này đây, con này cán còn ok nè. Và con này em đã mài tách lớp vân đó. Cái con này cái vân vân lưỡi của nó rất là đẹp nha mọi người. Vân lưỡi đẹp cho nên mài tách lớp nhìn nó ra cũng khá đẹp nha. Mài nó ra vậy cũng hơi tốn đá lắm nha. Cực kỳ bén luôn nha. Lưỡi là 16, bán rộng 4.8 và độ dày góc cán của nó là 4 ly nha. Và mã số 4 này em bán 320 nha. Con này nặng nha mọi người, nặng. Số 5, cũng một con Nakari. Con này là con ba lớp, ốp không rỉ. Và lỗi thì em thấy là lỗi như nó không rỉ luôn á. Ốp không rỉ. Thôi nhưng mà kêu lỗi rỉ đi, thấy hơi chấm chấm dưới đây rồi nè. Nè mọi người nhìn nha. Ba lớp ốp không rỉ, lỗi rỉ nha. Lưỡi 16, bán rộng 4.3, độ dày nó là 2 ly. Số 5 mình em bán 320 nha. 320. Số 6, đây là một con Santoku ba lớp. Đây mọi người nhìn nha, chữ nó đây. Ba lớp nha. Cán này cán nhựa nha, lưỡi 17, bán rộng 4.5 và độ dày nó là 2 ly. Số 6 bán 240 nha. 240 ha. Số 7, một con Santoku to của Galaxy. Đường là đường halo chống dính nha. Ốp full tan. Lưỡi 18, bản rộng 4.7 và độ dày của nó là 2 ly. Santoku này to đùng luôn, lưỡi 18 luôn nha. Dòng này là dòng kháng rỉ rất là tốt nha mọi người, kháng rỉ rất tốt. Rồi số 7 em bán 400 nha. Số 8, đây là một con Santoku. Con này là ba lớp nha, lỗi nó rất là cứng, có thể là lỗi với xanh hoặc là với trắng luôn nha mọi người. Lỗi rất là cứng nha mọi người, cứng lắm đó nha. Em mài rồi nha, em biết mà. Đây, đó, lỗi nó đây. Và con đặc biệt con này là sử dụng cán là cán gỗ hồng nè. Khâu này là khâu gỗ ổn định nha. Cán chữ D nè mọi người nhìn nè. Đó. Con này cái cán của nó rất là xịn nha.
Con này lưỡi là 16, bản rộng 4 và độ dày của nó là 3 ly. Và mã số 8 này bán 520 nha, cho con Santoku này nha. Số 9, một con Santoku 3 lớp. Con này là 3 lớp không rỉ luôn rồi phải. Đâu đâu, không không, có rỉ nha mọi người. 3 lớp ốp không rỉ, lõi carbon nha. Nhưng mà lõi này cũng ít rỉ lắm. Để bữa giờ nha, đây chữ nó đây ha, quy dọc chữ luôn. À, trên cán nó còn tem luôn nè. Lưỡi 16,5, bản rộng 4.3 và độ dày của nó là 2 ly. Số 9 em bán 300 nha, số 9 300. Số 10 cũng một con 3 lớp luôn. Con này là ốp ốp không rỉ và lõi carbon nha. Nguyên dọc chữ luôn ha. Nó hơi bị xước xước ở trên mặt dao này nha. Lưỡi 16 bán rộng 4 và độ dày của nó là 2 ly. Số 10 em bán 230 nha. Do nó bị xước xước trên mặt dao này nó hơi xấu, nhưng mà về công năng nếu mà về mà 3 lớp lõi carbon á là nó bén cực kỳ đã Sài Gòn rồi, nhưng mà nó xấu về mặt thẩm mỹ tí xíu á nên em bán 230 nha. 11 đây là một con Gyuto. Con này là thép kháng rỉ, thép thép không rỉ nha mọi người. Thì gọi là, hay nếu kêu chính xác là thép bán rỉ nha. Kháng rỉ cực tốt nha. Chữ nó đây ha. Cũng bị xước xước lông chuột, xước xước vậy nha. Khâu này là khâu đúc nha mọi người, cán tròn nha. Lưỡi 20 bản rộng 4 và độ dày nó là 2 ly, số 11 bán 370 nha. Cho con Gyuto này nha, lưỡi 20 nha, 370. Rồi, đây là con Betty của Global dòng Ucon nha mọi người. Con này nó bị ám ám á, nó hơi bị xấu nha. Này mua về đi câu hay là làm gì cũng được nè, hay là lóc cái gì cũng được luôn. Cái dáng này theo em là em thấy là lóc là ngon nhất nha. Kháng rỉ nữa. Lóc với cái đầu nó nhọn này, có mọi người có thể mổ hay gì, mổ gà, mổ vịt gì cũng được luôn. Và này là khâu đúc nguyên con nha. Lưỡi 12 bản rộng 2 và độ dày của nó là 3 ly. Nó chỉ lỗi chấm chấm trên này thôi nha. Số 12 bán 170 nha. 13 đây là một con Global, dòng này là dòng GFF nha mọi người. GFF 49 nha, dòng này cũng khá hiếm nha. Giá mới của nó như ở trên Lazada có bán nha mọi người, 1 triệu mấy thì phải. Bữa em có vô tình em lên Lazada mua đồ em có thấy nha. Và con này còn rất là mới nha. Dành cho những ai bếp á, sưu tầm á, mua về. Và gọt trái cây cũng rất là ngon nha mọi người. Gọt nè, tỉa trái cây nè, này nọ. Lưỡi là 13. Ê lộn, em xin lỗi, lưỡi là 10 nha. Bản rộng của nó là 2.3 và độ dày dày của nó là 3 ly nha. Mấy con dòng mà anh đúc nguyên khối này nè, nó dày lắm nha mọi người. Dày 3 ly không à. Số 13 em bán 400 nha mọi người. Số 13 bán 400 nha. 14 đây là một con Betty của dòng Global, và dòng này là dòng dòng Ucon nha mọi người, dòng Ucon nha. Đây, dập logo dưới cán này. Này Betty nha, gọt trái cây nè, kháng rỉ tốt nè. Lưỡi 14,6, lưỡi 14,5, bản rộng 2.7 và độ dày nó là 2 ly. Số 14 bán 250 nha. Mọi người mua gọt trái cây là ngon nè. 15 đây là một con Gyuto, hay được gọi là con chép nha mọi người. Và dòng này cũng là Global dòng Ucon nha mọi người. Gặp logo ở đây. Dòng Ni á, thì cái logo của nó là trắng, còn dòng Ucon logo của nó là màu đen ha. Và con này nó hơi bị lỗi ở đây tí xíu đây nè, một tí xíu nhỏ đây thôi. Còn ngoài ra là không có bị gì hết luôn, còn rất là đẹp luôn nha mọi người. Cho nên nó không dập logo ha. Lưỡi 20, bản rộng 4.5 và độ dày của nó là 2 ly. Số 15 bán 500. 16 đây là một con không biết kêu là con gì của Global, tại vì không có logo nha, nhưng mà nó rất là dẻo nha. Nhưng mà nhìn cái dáng này em nghĩ là dòng giống như là phi lê mọi người, lạn da phi lê á, rất là mỏng nha, mỏng dánh nè, dẻo dẻo. Lưỡi con này dài em nha, lưỡi nó tới 27 lần, bản rộng 1.8 và độ dày của nó về góc cán 2 ly và mỏng về trên mũi là còn 0.5 ly nha, dẻo dẻo luôn nha. Và mã số 16 này em bán 270 nha, 270. Rồi, hôm nay em có mấy cây đề ba nhỏ nhỏ em bán cặp bơm nha. Em có được mấy cây đề ba nhỏ nhỏ nó còn rất là mới nha mọi người. Đây, một cặp đề ba mini nha. Đề ba mini này thì để em đo các nha. Đo lưỡi sơ cho mọi người nha. Đề ba mini này lưỡi 11 nha. Hai con này mới 11, con 11, con 10.5 nha. Đó. Còn rất là đẹp nha. Còn rất là đẹp mọi người nhìn nè. Đây một con này nè. Đó, quá trời chữ luôn nha. Lưỡi thì em đã đắc vân luôn rồi cho mọi người luôn rồi nha. Đây mặt sau đó nha, khâu nhựa nha, cán ok nha, không được đẹp cho lắm nhưng mà ok thôi, nhưng mà không có bị sức mẻ nứt gì đâu nha. Còn con này nè, cái nứt răm đen của nó còn nguyên luôn, đường lưỡi của nó đây, mặt sau nó đây cực kỳ đẹp luôn, đều khâu nhựa hết. Hai con cán ok, con này còn tem.
Rồi cặp này em bán 450 nha, một cặp 450. À, em có mấy con đề ba về được, mấy con đề ba mini nhỏ nhỏ nè. Đợt trước mấy anh hỏi đề ba mini nhỏ nhỏ đó, để mấy anh đi làm cá đi câu xách theo để câu á, thì ra hôm nay có rồi nha. Mà đợt này có mấy con này ngon nha, rẻ nữa, em bán cặp mà 450 cặp nha. Rồi à, quên nữa à, con này dày 5 ly nha mọi người, còn con này dày 4 ly nha, con dày 5 con dày 4 nha. Rồi cặp số 18 nha, cũng một cặp D3 mini luôn. Con này thì dài được 11,5. Con này dài được 12 nha. Cặp này được một cái là hai con này hơi dài một tí xíu nha mọi người. À, con này cũng dọc chữ luôn nha. Đây, lưỡi nó đây nha. Đó, lưỡi cực kỳ đẹp luôn nha. À, con nhựa nha, hai mặt hai bên đây. Con này có chữ nhưng mà nó hơi bị mờ nha mọi người. Đây chữ nó đây nha. Mặt sau nó đây. Con này thì nó là khâu inox nha. Cái nó đây ha. Con này thì mỏng hơn. Con này của nó dày tới 6 ly rưỡi nha. Còn con này chì chỉ khoảng 3 ly thôi ha. Rồi, cặp này em bán cũng 450 nha. À, ai muốn lấy cặp nào thì lấy. À, mấy con này rất là đẹp nha mọi người. À, mọi người nhìn nè, cực kỳ đẹp luôn. Đẹp lung linh luôn. Lưỡi cũng đẹp nữa nha. Đây nó đẹp á cho nên em mài nó cũng cực, chứ mấy con này mà nó xấu mà kêu mà mài với vệ sinh thì bán có mấy trăm thì thôi em để về em bán cho mọi người về vệ sinh chơi vui chứ. Rồi cặp số 18 là bán 450 luôn nha. 19, đây là một con đề ba nha mọi người, con đề ba nhưng mà cái dáng này giống dáng lóc nha mọi người. Chữ nó đây, chữ hai mặt nha. Này hai mặt chữ. Và con này em đã mài cái đường lưỡi nó nha mọi người. Đây, nhìn nè. Đó. Khâu cán thì em đã thay lại là cán cẩm nha, không khâu nha, rất là hợp với con đề ba này luôn. Lưỡi con này dài nha, lưỡi nó tới 18,5, bản rộng nó 4,5 và độ dày của nó là 7 ly. Số 19 em bán 590 nha, 590 cho con đề ba này. 20 cũng một con đề ba luôn, con này thì chữ nó hơi mờ nha mọi người, chữ hơi mờ đây nè, cũng còn đây nè, đây mặt sau đẹp luôn. Và con này sử dụng là khâu đồng nha mọi người, khâu đồng ha, lưỡi đây. Lưỡi 15 bán rộng 4,5 và độ dày của nó là 7 ly. Và mã số 20 bán 390 nha. Do chữ nó hơi mờ nên bán 390 nha. Nhưng mà mọi người nhìn nè, lưỡi rất là đẹp nha, không rỉ rổ gì nha. 21, để con này thì chữ nó còn rất là đẹp luôn, chữ nhiều luôn. Đây, lưỡi cũng đẹp luôn, mặt sau cũng đẹp luôn. Khâu nhựa ha, chưa có đóng vô hết nha mọi người. Cán ok đó ha. Lưỡi 15,5 bán rộng 4,8 và độ dày của nó là 7 ly. Số 21 này em bán 401 nha. 21 401, con này đẹp hơn thì bán 401 nha mọi người. Ai thích lấy con gì lấy nha. Mấy này cũng ít đề ba quá, để em kiếm thêm mớ đề ba về nha. Đề ba bán cũng mấy dạo này đề ba bán cũng được nha. Lưỡi nó đây. Rồi số 21 bán 401 nha. 22 là em còn cái lưỡi đây, là lưỡi cắt bánh bánh kem hay bánh mì gì của dòng cay á mọi người. Đây là cái lưỡi cay và dòng này là Rimbier nha mọi người. À, 30 mấy lớp thép và sử dụng thép là VG10 nha. Và cái lưỡi này là người ta đã đánh bóng rồi nha mọi người, bóng lưỡng đẹp nha, vân lưỡng nó đây nè. Rồi. Này là trên đây là vân búa nha. Lưỡi của nó là 23 bán rộng 308 và độ dày của nó là 2 ly. Số 22 bán 700 nha. Rồi. 23 bữa nay em có hai cái kéo, một cái là của hiệu Care, cái kéo này màu xanh nha. Kéo rất bén nha mọi người, kéo còn rất là bén luôn. Test thử luôn, cái miếng đó. Cái miếng này nó dán dính nha mọi người, cho nên nó cũng khó cắt hơn tí. Còn rất là đẹp nha. Đây, cái này là cái cán nó màu xanh nha, chưa có chóp sơn gì nhiều đâu nha mọi người. Đây, hiệu của nó đây nha. Và cán này mọi người về vệ sinh nó cũng rất là dễ, mọi người chỉ cần lấy gì mà người tháo này ra mà thôi. Và có nó cái răng cưa này ở dưới, em không biết chắc nó cắt giống như cắt mấy con dây hay gì á. Đó, kéo còn rất là đẹp nha mọi người. Và như kéo này không rỉ luôn nha mọi người, bán rỉ luôn ha. Cái lưỡi cắt của nó là 6,5 nha mọi người, 6,5 xăng nha, lưỡi cắt 6,5. Và kéo này bán 200.000 nha, 200 cho kéo xanh này. Còn cái kéo đỏ này là đẹp hơn. Cái đỏ này là tuyệt đẹp luôn. Đây, hiệu nó đây nha, mọi người nhìn nè. Đó. Cái hiệu nó là gì đây? Nó chữ nhỏ quá em nhìn không rõ lắm, mọi người đưa cho mọi người nhìn nè. Đó. Và bên đây nữa nè, hai mặt chữ luôn.
chrome, chrome là thép kháng rỉ nè. Và cái kéo này cái lưỡi nó dài hơn nha, cái lưỡi nó tới 7 xăng nha mọi người, kia 6.5 lưỡi 7 xăng nha, đẹp hơn nhiều nha. Và cái này có răng cưa nó nhiều nữa nè. Rồi cái kéo này em bán 300 nha. Cái này là mọi người về được cắt gà vịt gì cũng được luôn nha mọi người. Cái kéo này nó cắt rất là mạnh nha, gà vịt gì cũng cắt được hết luôn nha. Mua chắc để lại cái này đỏ là xài. 24 300. Rồi 25 nay có một combo mấy cục con dao chưa có dọn. Đây, hai con đề ba, hai con đề ba nha. Và một con này là con dao Sapoku ba lớp nè mọi người, có chữ hết nha. Mấy con này đều có chữ nha, đề ba có chữ nha, con đề ba này cũng có chữ luôn. Con đề ba này nó to nè nhưng mà nó bị người ta dập trên sóng nè mọi người, về mài lại ha, thái cán luôn. Con này ba lớp nè, con này cũng ba lớp luôn nha. Rồi combo này em bán là 420 nha, cho mọi người về nghịch phá dọn như dọn nha. Và cái này vẫn là xài tốt tốt luôn nha, riêng hai con này mọi người về mài bén là xài rồi nè. Còn hai con này thì bỏ công mài cái lưỡi với lại chà trên đây tí xíu. 420 nha, combo 420. 26 đây là một cái đồ nại nha, cái đồ nại nhổ đinh nha mọi người. Và hàng này là hàng mới của Nhật nha mọi người. Đây nó đề 300 tức là nó dài 300mm nha mọi người, tức là 30 xăng nha mọi người. À quên nữa, đưa nó có cái chữ Nhật ở đây nè, đưa ra cho coi. Đó mọi người nhìn nè ha, à, của Nhật đàng hoàng nha. Không phải đồ của Trung Quốc, Việt Nam gì đâu. Này là chưa nại gì luôn nha mọi người, chưa nhổ đinh gì luôn nha. Hai cái đầu, một đầu nhỏ, đầu này Sabian bên đây. Rồi một cái. Rồi một cái này là cái kẹp đây, cái cảo chứ lộn, cái cảo. Cái cảo này cái lưỡi của nó là 7.5 nha mọi người. Lưỡi nha, cái ngà mở ra 7.5 nha. 7.5, mở hết quát 7.5 nha. 7.5 xăng ha. Rồi cặp này em bán là 230.000 nha, 230.000 ha. Combo đó em bán 230 nha. Rồi hôm nay em có một cái lưỡi rìu của Mỹ. À lưỡi rìu của Mỹ đây. Đây, nó có ký hiệu ở trên đây đây, 31/2 USA đây. Tức là nó nặng khoảng 1.6kg gần 1.7kg nha mọi người, em đã cân rồi nha. Cái lưỡi không nặng gần 1.7kg nha mọi người, gần 1.7kg á, chính xác là gần 1.7kg. Và cái lưỡi rìu này to lắm nha mọi người. Và cái đầu bên này á thì nó bị người ta nó giọng nhiều á cho nên nó vậy mọi người, về mài lại nha. Còn không thì về cứ vô cán xài thôi. Mài cái lưỡi lại. Rồi. Mình nhìn nha. Cái lưỡi rìu của Mỹ nha. Lưỡi này to lắm nha, cực kỳ to luôn. Em đọc cái thứ nha. Cái lưỡi rìu nè, cái độ dài này của nó là tới 18 xăng nha, 18.5 lấy 18 thôi. Còn cái lưỡi của nó là 11 xăng nha mọi người, cái lưỡi nó 11 xăng. Còn cái này của nó là 9 xăng nha mọi người, cái đầu bột búa là 9 xăng. Còn cái lưỡi bén là để đi chẻ củi hay làm cây gì là 11 xăng ha. Ở cái lỗ, và cái số ký của nó là 1.7kg nha, em làm tròn 1.7kg nha. Và lưỡi rìu này em bán 1.3 nha, 1.3 nha. 27, 28, 28 là em bán cặp combo. Ây da, combo này là nay còn 2 3 cái gì nha. Combo này là một cái là đánh bóng nè, đánh bóng gương nè, một cái là đánh bóng nè. Đó, hai cái này nha. Một cái lỗ thì mọi người về chim vô nha. Cái này lỗ như lỗ 20 nè, còn cái này lỗ là 30 rồi phải. Về chim vô nha. Bữa giờ em bán cũng nhiều mấy anh chị về chim. Xài cực kỳ ngon nha. Rồi combo này em bán 200.000 nha. Và combo này là chuyển khoản em cũng không có ship luôn nha. Mọi người cái này là em bán giá này rẻ rồi. Cho nên và cũng phải chuyển khoản nha. Cái này là chỉ lấy tiền chuyển khoản thôi. Tiền ship của cái này không á. Tại vì cái này á, riêng cái bánh này không á, nó nặng 1.9kg. Cái này nặng khoảng 500-600g nữa. Hai cái này nặng 2 ký mấy á. Tiền ship không 40 mấy nghìn nha. 28 200. Rồi cái mã cuối cùng là nay còn có hai cặp, còn có mấy cái cán này là khá đẹp nè, em định để lại làm cán nhưng mà không có dao, không có lưỡi với nên thôi để bán luôn nha. Đây là cặp cán này nha, màu khá đẹp nha, màu này là màu cẩm nè, còn này là mung nhưng mà nó nâu nâu khá đẹp nha mọi người. Này là cán bắt giác, này là khâu sừng nha, lòng khâu hết nha. Em có hai cặp nha, một cặp đỏ này với lại cặp của mung này. Ai muốn lấy thì sao, lấy gì lấy cặp. Hiện cặp em bán 250 nha, đó mọi người nhìn nha. Có một cái dài một cái ngắn nè mọi người nè, hình như cái này dài nè, cái này dài cho mọi người về vô sashimi được ngon nè, thấy không. Còn cái này hơi ngắn một tí, còn hai cái này thì hơi bằng nhau, hơi cao hơn tí. Rồi một cặp
một cặp này em bán 250 nha. Ok rồi, anh em mua gì thì mọi người nhắn tin qua số điện thoại em để trên tiêu đề á, hãy chốt hàng á, hãy nhắn tin qua số điện thoại nha, đừng có chốt hàng, đừng có nhắn tin trên kênh nha, nhắn trên kênh em không có theo dõi gì, em không có trả lời được đâu ha. À, mọi người cứ đừng có tiếc gì, cứ nhắn vô Zalo đi, em sẽ em thông thường là em sẽ online Zalo nhiều hơn là trên YouTube nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.